Dạ chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay vào một cái ngày đẹp trời nắng ấm thì có dịp đi cùng với chú Phước hội ngộ tại nhà chú Nguyễn Hữu Thần ở xã Bình Phú Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì đây là một cái clip mang một ý nghĩa kỷ niệm của những người bạn của chú Phước, chú Thần và chú Na. Thì hôm nay chú cháu có dịp về đây hội ngộ tại nhà của chú Thần thì sẽ ghi âm, sẽ quay hình lại một cái video clip này là kỷ niệm tình bạn. Đến nay là cũng đã U60 hết rồi. Thì phía bên tay trái của màn ảnh của các bạn đó là chú Nguyễn Hữu Thần tại gia, trong dây là nhạc công đàn bát. Bên đây là chú Na là nhà trống, và bên đây là chú Nguyễn Hồng Phước trong đàn guitar. Xin mời dàn nhạc. Xin cảm ơn dàn nhạc rất là nhiều. Chú, tại sao mình lại sử dụng cái gọi này là cái sọt này, cái trống này lại để lên cái sọt này vậy? Cũng chơi mấy chục năm rồi, mình ra cái chân mục luôn rồi. Bây giờ mình chơi cái vỏ này cho nó bền. Dạ, chú ơi, chú dạ. Cái này là cây kèm này làm gì vậy chú? Kèm này thường chống ra cũ đó, lâu lâu mình tăng đưa lên lần. Dạ. Để cho nó thẳng lên chứ thôi nó dùng những da mặt mình. Rồi, con cảm ơn ba chú nhiều nha. Chào.